Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình chứng khoán cuối tuần. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam trong 2 năm vừa qua đã đón thêm nhiều doanh nghiệp nhà nước lớn cổ phần hóa và lên sàn, làm tăng quy mô cũng như thu hút nhà đầu tư vào thị trường. Thế nhưng song song với những diễn biến tích cực đó thì quá trình cổ phần hóa lại được đánh giá là chậm một cách kỳ lạ. Theo Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, kế hoạch năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa 85 doanh nghiệp, nhưng đến nay thì mới cổ phần hóa được 19 doanh nghiệp. Vậy mục tiêu cổ phần hóa của cả năm 2018 liệu có đạt được, những đơn vị nào xin lùi cổ phần hóa, những đơn vị nào cổ phần hóa thất bại và những đơn vị nào phải cổ phần hóa từ giờ đến hết năm 2018. Về đề tài về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sẽ bắt đầu bằng những con số bức tranh tổng quan nhất về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nửa đầu năm 2018 và số đầu tiên sẽ đến với quý vị với chủ đề cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước năm 2018 có kịp về đích. Mở đầu chương trình là những con số đáng chú ý về quá trình cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước trong những tháng đầu năm 2018. Mời quý vị cùng theo dõi qua clip ngay sau đây. Theo Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, theo kế hoạch năm nay phải hoàn thành cổ phần hóa 85 doanh nghiệp, nhưng đến nay mới cổ phần hóa được 19 doanh nghiệp. Mặt khác, tiến độ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng chậm so với kế hoạch đặt ra. Cụ thể, năm 2017 có 135 doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn, nhưng chỉ mới thoái vốn được 17 doanh nghiệp. Năm 2018 có 181 doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn, nhưng đến nay mới thực hiện thoái vốn tại 10 doanh nghiệp. Tương đối chậm. Mặc dù chúng ta cũng có những cái trường hợp là đã tiến hành IPO, tiến hành thoái vốn thành công, nhưng chúng ta phải tiếp tục kiên quyết, quyết liệt chỉ đạo. Thì cái dòng cung cho thị trường nó mới tăng, thì nó mới hấp thụ vốn ở trong ngoài nước vào, thì nó sẽ kích thích cái thị trường nó phát triển tốt hơn. Và quan trọng nhất là khi mà nhà nước cổ phần hóa khu doanh nghiệp nước là giải phóng nguồn lực, thì để cho các thành phần kinh tế khác người ta có cái lực phát triển thì nó mới đồng đều được. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2017, việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán, chấp hành chế độ báo cáo chưa được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt tại một số bộ ngành địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Đã có tới 747 doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán, nhưng hiện nay vẫn chưa có chế tài nào để đốc thúc các doanh nghiệp này lên sàn. Vì mà cái lý do vì sao mà Ủy ban chứng khoán là chưa xử phạt, thì cái này báo cáo các anh chị, hiện nay là quy định hiện nay là có, tức là khi mà các doanh nghiệp nhà nước mà cổ phần hóa thì sau 90 ngày thì người ta phải thực hiện cái đăng ký giao dịch. Thì phải nói là trong thời gian qua thì chúng tôi đã thực hiện cái việc triển khai là rất là quyết liệt là cái việc này, và chúng tôi đã mời các doanh nghiệp lên và thậm chí là chúng tôi đã lập biên bản xử phạt. Theo lộ trình, nhà nước mà đại diện là Bộ Công Thương tiến hành bán 24,86% vốn tại Petrolimex. Nếu tính theo giá thị trường hiện nay, lượng vốn này trị giá tới 18.667 tỷ đồng. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đã trình Bộ Giao thông Vận tải phương án bán đấu giá 20% cổ phần, tương đương 435.434.647 cổ phiếu vào quý 3 năm 2018. Theo kiến nghị của Vinatech, nhà nước thoái toàn bộ 53,48% vốn khỏi Vinatech, biến tập đoàn nhà nước từng có thời lừng lẫy này trở thành tập đoàn tư nhân. Nhà nước tiến hành bán 57,92% vốn tại Tổng công ty Thép Việt Nam và dự tính sẽ bán nốt 36% vốn vào năm 2020. Năm 2018, VAM lên sàn chứng khoán. Sau khi thoái vốn thành công đợt 1, nhà nước sẽ bán nốt 36% vốn tại VAM vào năm 2020. Bộ Xây dựng tiến hành thoái vốn toàn bộ phần vốn nhà nước tại CC1 Tổng công ty Xây dựng số 1, tương đương tỷ lệ sở hữu 40,5%. Bộ Xây dựng dự tính thoái toàn bộ vốn khỏi Lilama theo 2 đợt, năm 2018 là 46,88% và năm 2019 là 51%. Bộ Xây dựng cũng thoái 20,62% vốn nhà nước tại Viglacera và tiếp tục thoái 36% vào năm 2019. Cũng trong năm nay, Bộ Y tế thoái toàn bộ 65% cổ phần tại Tổng công ty Dược Việt Nam Vinapharm. Hanel cũng bán 29% vốn nhà nước trong năm 2018.
Trong bối cảnh không mấy thuận lợi, nhất là khi thị trường chứng khoán vừa trải qua một giai đoạn sụt giảm, rất nhiều những doanh nghiệp đứng đầu các lĩnh vực đều đã xin lùi kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đó là những doanh nghiệp nào? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Với lý do diễn biến thị trường không thuận lợi, nên hãng xăng dầu Petrolimex đang đề xuất lùi thời điểm thực hiện thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại tập đoàn này sang giai đoạn 2019-2020, thay vì triển khai trong năm 2018. Trong công văn gửi Bộ Công Thương, nhóm đại diện vốn tại tập đoàn cho rằng, thực tế thị trường cho thấy, từ đầu năm 2018 đến nay, các thương vụ cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty đa phần đều diễn ra không thuận lợi và không thành công, số lượng bán rất thấp hoặc phải bán, hủy, lùi việc thực hiện. Ngoài việc xin giãn thời hạn thoái vốn, Petrolimex cũng đề xuất được mở room ngoại cho tập đoàn lên 49%, từ mức 20% vốn điều lệ như hiện tại. Việc kiến nghị nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Petrolimex là nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thành công việc giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp này. Bối cảnh không mấy thuận lợi khiến Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC dự kiến thực hiện trong năm 2018 như Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, Công ty Dược Domexco đều phải xin hoãn lại. Bộ Xây dựng cũng đang tính tới kiến nghị lùi kế hoạch cổ phần hóa UDIC HUD sang năm 2019 do vướng các thủ tục liên quan đến đất đai, do các dự án trải dài nhiều tỉnh. Khi thực hiện phương án sắp xếp, việc xác định giá đất khó khăn, sẽ phải đề nghị các địa phương hỗ trợ. Không ít lần Mobifone đã phải lùi thời gian cổ phần hóa, thực tế doanh nghiệp này đã khởi động kế hoạch cổ phần hóa từ năm 2005 khi hoàn tất bản hợp đồng đối tác liên doanh giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT và Comvic Thụy Điển. Lúc đó, chính phủ đã yêu cầu phải tiến hành cổ phần hóa Mobifone. Cuối năm 2016, chính phủ yêu cầu và Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đặt quyết tâm thực hiện cổ phần Mobifone trong năm 2018. Tuy nhiên, việc cổ phần hóa Mobifone trong thời gian qua đang gặp nhiều lực cản, đặc biệt là liên quan đến thương vụ Mobifone mua cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông và Mobifone đang triển khai thực hiện kết luận thanh tra, trong đó có việc chấm dứt hợp đồng mua cổ phần giữa Mobifone và nhóm cổ đông của AVG. Mobifone sẽ nhận lại số tiền đã thanh toán cho nhóm cổ đông. Sau khi Mobifone hoàn thành việc nhận lại tiền, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai các công việc xác định lại giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Mobifone. Bộ dự kiến hoàn thành cổ phần hóa Mobifone trong năm 2019. Ngoài việc xin lùi thời gian thoái vốn cổ phần hóa thì chúng tôi cũng muốn đề cập đến câu chuyện của những doanh nghiệp thất bại trong tiến trình này. Và đó là những đơn vị nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện này qua phóng sự sau của chúng tôi. Đầu năm 2018, Bộ Xây dựng đã thông báo thực hiện thoái vốn tại Tổng Công ty Viglacera xuống 36% trong thời gian từ 27 tháng 6 đến 21 tháng 7. Theo kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ bán khớp lệnh trên thị trường gần 80,6 triệu cổ phiếu, tương đương 17,97% vốn. Tuy nhiên, giá thoái vốn Bộ Xây dựng đưa ra là 26.100 đồng một cổ phần, lại cao hơn giá thị trường cổ phiếu Viglacera lúc đó là 25.000 đồng một cổ phần. Cái bước đầu tiên chắc chắn tôi sẽ phải định giá. Và định giá thì bằng dùng rất nhiều phương pháp. Tài sản dòng tiền chứ không có tỷ suất sinh lời đến cái gì, nhưng mà ngoài những cái quy định theo cái thông lệ bình thường thì chúng tôi cũng có tham chiếu đến cái việc là cái nhất lịch sử giao dịch. Cái thứ hai nữa là cái tiềm năng phát triển của VGC hiện tại và tương lai sẽ là cái gì, và cái thứ ba nữa là tổng hòa lại cái đấy thì nhà nước có cái quyết định là cái giá bán là cái giá 26.100 là cái giá tối thiểu là trên cơ sở ý chí và cái xác định nó là cái giá trị, nhưng mà thị trường ở chỗ nhưng cái giá đấy nó phải là cái giá khi đặt bán, nó phải là cái giá trần để giao dịch. Tại sao trần thì báo cáo với này các quý vị, nếu mà cổ phần của cá nhân chúng ta khi bán cái biên độ giao dịch ví dụ sàn HNX là 10% thì 1% 5% đấy là hoàn toàn quyết định của chúng ta. Nên việc thoái vốn của Viglacera được xem là bất thành.
Bộ Xây dựng chưa kịp bán ra thì các nhà đầu tư cầm cổ phiếu này đã bán liên tiếp trên thị trường chứng khoán. Đợt chào bán đã không thành công khi khối lượng mỗi phiên trong thời gian nhà nước chào bán cổ phần chỉ đạt 1-2 triệu đơn vị. Chia sẻ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vừa qua, lãnh đạo Viglastera cho biết ngày 28 tháng 6 vừa qua là cơ hội để Bộ Xây dựng thoái vốn nhưng áp lực bán tăng quá mạnh nên đã không thể thực hiện được. Tuy nhiên đơn vị này vẫn quyết tâm thoái vốn trong quý 3 năm nay. Khi thực hiện chào bán thì cái áp lực bán tăng thêm quá mạnh nên là thực hiện không thành công. Và cái việc thoái thì là giá thị trường lúc lên lúc xuống. Thì lúc nào mà giá thị trường tốt thì là thực hiện các cái bước để thoái vốn thôi. Còn thì bảo khẳng định thì rất khó, để hoàn toàn là liên quan đến thị trường. Chúng ta đang vận hành doanh nghiệp theo thị trường, còn là tất cả các cái việc là chắc chắn là phải theo thị trường, cũng không có cách gì khác cả. Ngoài ra, một số đơn vị khác cũng thất bại trong việc cổ phần hóa và thoái vốn, có thể kể đến Tập đoàn Cao su Việt Nam chỉ bán được 1/5 số cổ phần chào bán. Thương vụ IPO của Tổng công ty Phát điện 3 bán chưa được 3%. Đợt thoái vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải cũng thất bại khi không có nhà đầu tư đăng ký mua. Phiên đấu giá cổ phần của VTV Cap mới đây cũng phải hủy bỏ. Do hết thời hạn đăng ký, chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Đợt chào bán quyền mua cổ phần của Vietnam Airlines do Bộ Giao thông Vận tải tiến hành cũng thất bại khi không bán được quyền mua nào. Trong kế hoạch 6 tháng cuối năm thì SCIC sẽ tích cực đẩy mạnh hiệu quả bán vốn doanh nghiệp, trọng tâm là một số công ty lớn như Vinaconex, Vocarimex, Domesco hay Vinacontrol. Tuy nhiên với kế hoạch từ đầu năm 2018 là chính phủ phải thoái vốn cổ phần hóa tại 85 doanh nghiệp, trong khi đến thời điểm này mới hoàn thành được 19 trên 85 doanh nghiệp. Vậy các thành viên trên thị trường sẽ có nhìn nhận như thế nào về kế hoạch cổ phần hóa này? Mời quý vị cùng theo dõi chùm ý kiến mà chúng tôi đã tổng hợp ngay sau đây. Trước hết thì tôi nhận thấy rằng cái quá trình cổ phần hóa trong một vài năm trở lại đây nó cũng có những cái tiến bộ nhất định, và chúng ta nhận thấy rằng là cả cổ phần hóa cả bán vốn nhà nước cũng đã được thúc đẩy khá là mạnh mẽ, và chúng ta cũng nhận thấy một số các kết quả như là chúng ta cổ phần hóa Sapeco, niêm yết Sapeco hay bán vốn một số các cái doanh nghiệp Petrolimex, niêm yết vân vân, thì chúng ta nhận thấy rằng đó là một cái nỗ lực khá là lớn và cũng đã tạo cho thị trường chứng khoán nói chung một cái động lực tăng trưởng khá là tốt, tạo ra nhiều hàng hóa vân vân. Thế nhưng mà về mặt tổng thể, về số lượng thì chúng ta nhận thấy là mới chỉ trong năm nay mới chỉ cổ phần hóa thành công được khoảng 19 doanh nghiệp gì đó. Thế thì so với kế hoạch còn khá là xa, và đâu đó thì khó mà có thể hoàn thành được cái kế hoạch này trong năm nay. Cho đến hiện tại thì mới chỉ có 19 doanh nghiệp, và cái giai đoạn nửa năm đã đi qua được hơn một nửa phần thời gian của năm 2018 rồi. Chính vì vậy mà cái khả năng hoàn thiện trên thực tế thì cái khả năng mà để mà hoàn thành cái mục tiêu này nó đang trở nên khó hơn. Và tôi cho rằng là chính phủ có thể sẽ làm được, có thể sẽ phải tức là sẽ cố gắng tối đa để có thể đạt được cái mục tiêu này. Tuy nhiên thì nếu mà trong cái bối cảnh mà thị trường không thuận lợi thì có thể là cái mục tiêu này có thể sẽ phải rời sang năm sau. Với cá nhân tôi thì tôi đánh giá là chắc chắn là không. Tại vì cái lộ trình cổ phần hóa thì nó cũng không phải ngay từ bây giờ, từ đầu năm nay, mà nó là đã kéo dài từ giai đoạn 2014-2015 khi mà chúng ta chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như đưa ra cái lộ trình là cổ phần hóa đâu đó khoảng tầm 554 cái doanh nghiệp, mà chúng ta tiến độ trong năm 2016-2017 cũng đã chậm rồi, tuy nhiên nó còn cần nhanh hơn trong năm nay. Với cái xu hướng của thị trường chứng khoán từ cuối quý 1 cho đến nay là tương đối là kém tích cực, thì chúng ta có thể quan sát thấy năm 2016-2017 là với cái xu hướng tăng của thị trường thì có khá nhiều các trường hợp là các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa IPO lên sàn thì đã được nhà đầu tư mua vào, và sau khi được lên sàn niêm yết thì cổ phiếu tăng rất là mạnh, mang về lợi nhuận cho nhà đầu tư. Tuy nhiên là cái xu hướng đấy đã phần nào đảo chiều trong khoảng tầm đầu từ cuối quý 1/2018 cho đến nay, thì khiến cho cái việc các cái phiên IPO cổ phần hóa không còn hấp dẫn nhà đầu tư nữa, và đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân khiến cho là cái tiến trình ảnh hưởng đến cái tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Thì với cái tốc độ cổ phần hóa chậm như vậy thì tôi đánh giá nhiều khả năng là chúng ta sẽ khó mà có thể thực hiện được kế hoạch trong năm 2018. Qua
Qua chùm ý kiến vừa rồi có thể thấy được mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước năm 2018 khó có thể đạt được. Có thể công việc của năm 2018 lại tiếp tục phải đẩy sang các năm tiếp theo. Vậy cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước đang vướng ở đâu? Tại sao lại chậm như vậy? Chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm câu trả lời cho đề tài này vào chương trình chứng khoán cuối tuần sau, phát sóng vào 21 giờ 15 phút tối thứ 6 ngày 31 tháng 8 năm 2018. Còn bây giờ xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.